Nói đến sự mênh mông của sông nước miền Tây, không chỉ có dòng Cửu Long với hàng ngàn kênh rạch, mà đó còn là những đầm hồ láng lung bưng bồng. Cách gọi phong phú ấy đã phản ánh tầm quan trọng của những vùng đất ngập nước trong đời sống và tâm thức của cư dân Nam Bộ. Nơi hội tụ và thăng hoa các giá trị văn hóa đặc sắc, nơi giữ gìn mạch nguồn tự nhiên trước biến đổi khí hậu. Đi qua miền láng lung còn lưu dấu tiền nhân để cảm nhận cuộc sống chìm nổi nhưng đầy lạc quan của người dân phương Nam. Bức tranh ấy sẽ được chúng tôi khắc họa sinh động qua loạt ký sự có tên gọi Láng lung giữa đồng bằng. Chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình qua những miền láng lung ở đồng bằng sông Cửu Long từ Bún Bình Thiên, một vùng trữ nước ở đầu nguồn sông Hậu, sát biên giới Campuchia, thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang. Theo tự vị tiếng lóng miền Nam của Dương Hồng Sển, Bún là từ địa phương, ám chỉ hồ nước lớn có độ nông sâu tùy chỗ, cá tôm nhiều, cây cỏ mọc loạn xạ. Nhìn từ bản đồ, Bún Bình Thiên như một túi nước ăn thông với sông Bình Di qua một con rạch. Sông Bình Di lại là một nhánh nhỏ của sông Hậu, do đó thủy lưu ở Bún Bình Thiên luôn được điều tiết. Mặt nước luôn trong xanh, dòng nước trôi lững lờ. Cuộc sống của cư dân nơi đây cũng chậm rãi, lặng lẽ không kém. Với diện tích gần 200 hectare, sâu trung bình 4 mét, nếu ví Bún Bình Thiên như một đại sân khấu, thì chính động tác chài lưới của cư dân đã vô tình tạo nên những vũ điệu đẹp đẽ. Còn nếu gọi đây là một bức tranh, thì đó phải là một bức thủy mặc với nhiều nét chấm phá. Bức tranh ấy có biên độ dường như vô tận khi mùa lũ tràn về, khi không còn biết đâu là ranh giới của nước và trời. Xóm làng người Chăm cạnh Bún Bình Thiên đã có tuổi đời gần 200 năm, hình thành trong quá trình người Chăm rời khỏi vùng đất Nam Trung Bộ sang chân Lạp tị nạn. Tại đây họ tiếp thu Hồi giáo của cư dân Mã Lai, rồi trở về đồng bằng sông Cửu Long để định cư. Do vậy, người Chăm An Giang theo đạo Hồi dòng Islam, họ giữ gìn tục lệ, tín ngưỡng rất kỹ lưỡng. Sống dựa vào Bún Bình Thiên nên việc chài lưới đã trở thành tập quán của bà con. Riêng ông Ahmed thì đã có 40 năm kinh nghiệm. Dù có nhiều đổi thay, ông vẫn theo nghề như một thói quen. Với ông, đó còn là một niềm tin tôn giáo, một cách đối thoại với dòng nước, với dòng thời gian. Hồi xưa thì sống cái bún này nó cũng bình yên lắm, cũng thoải mái lắm, kiếm dễ kiếm ăn lắm. Nó lên móng là trắng nước hết trơn á, cá. Hồi đó là cá dữ lắm. Ở đây bây giờ sống cái nghề cá này ở đây cũng khó sống chút, bây giờ cá nó cũng hiếm rồi. Cái trong bún này nó ngợi cái nhiều chỗ lắm. Người có ở không có đi đâu thì sống nghề cá, rồi bằng ruộng, sống ruộng, không có ít đi đâu lắm hồi đó. Mà bây giờ nó hiếm cá rồi, đi tùm lum ta la đi kiếm ăn. Bà Hanifa luôn đi cùng ông Ahmed trong những bữa chài lưới. Mặt nước phẳng lặng như soi bóng tuổi trẻ của bà. Một ca khúc đã ví Bún Bình Thiên
như đôi mắt của thiếu nữ Chăm đang độ trăng rằm. Ánh mắt khiến một chàng trai nào đó đã ngã vào rồi thì khó mà thoát ra được. Giờ thì hai vợ chồng phải đối mặt với việc không có cá cho những ngày sắp tới. Chuyện không tưởng ở nơi từng là túi cá của Mekong. Tháng 5 là tháng cao điểm mùa khô ở miền biên ải, nhưng cảnh tượng nước cạn, cát trồi lên giữa bún thì quả là xưa nay hiếm. Bờ còn ở phía xa mà thuyền đã mắc cạn giữa dòng. Miệng ông bà thì luôn cười, nhưng chúng tôi biết lòng họ đang gợn sóng. Người Chăm luôn cố gắng gìn giữ sự bình yên với những nếp nhà. Bao nhiêu cá đánh bắt được không đủ bữa ăn, bà Hanifa cùng chị em quyết định phải mua cá lóc nuôi ngoài chợ để thích đãi chúng tôi. Gần nửa ký củ hành này. Chăm ta kêu cái game xăm đó. Bạn nói phải kêu tăng giả. Kể từ khi luật cấm cung phụ nữ Chăm dần được dỡ bỏ, rất nhiều cô gái đã thôi quanh quẩn bên căn bếp hoặc cắm mặt vào việc may vá, dệt vải mà bước ra xã hội. Dẫu luật lệ đã thay đổi cho phù hợp với nhịp sống mới, nhưng có một điều phải nghiêm khắc, đó là cấm đàn bà con gái bước vào thánh đường làm lễ. Việc này muôn đời chỉ dành cho đàn ông và con trai trên 15 tuổi. Lúc này là 3 giờ chiều, một trong năm thời điểm hành lễ trong ngày. Sự tôn trọng luật lệ và tôn giáo chính thống của người Chăm An Giang còn phản ánh qua kiến trúc của các tòa thánh, trong đó tiêu biểu là thánh đường Masjid Khairiya với hệ thống mái vòm và nhiều cửa theo đặc trưng văn hóa Trung Đông. Xe theo trục Tây Đông để hướng về thánh địa Mecca, cách gần nửa vòng trái đất. Người Chăm thì để mà một ngày một đêm thì 5 lần cúng, 5 lần lại. Từ 15 tuổi đi lên là không đi là không được, không cúng là không có được. Xa thì tới giờ mình muốn chỗ nào cũng được hết á, ở dưới đất này cũng được mà có nhà con cúng cũng được mà trong ruộng mà cúng cũng được nữa, nếu yêu cầu cái chỗ nó sạch thôi. Người nào đến trước thì ngồi trước, hầu như không phân biệt thứ bậc hay giai cấp, tất cả đều bình đẳng trước đấng Ala. Mình đi cúng đó là cũng như là mình giúp cái bản thân của mình đã sau này á, tới cái kiếp sau á, thì mình làm đúng á, thì mình được hưởng cái kiếp sau. Nếu mà mình làm sai, mình không chịu theo,
cái lực của ổng là mình phải chịu tội. Chúng tôi vừa ăn món cà ri cá, vừa lắng nghe câu chuyện mà gia đình ông Ahmed đang bàn bạc. Không còn trò chuyện về cá mắm nữa. Tất cả chuyển sang Mohammed, cháu trai của dòng họ. Cậu bé đến buổi giảng giáo lý của đạo Hồi trước khi đến lớp học của người Kinh. Ngôi trường nằm sát với làng Chăm, sau lưng thánh đường. Có thể thấy, sự cộng cư của người Chăm An Phú không thể nào tách rời trường học và nơi cầu nguyện. Và một thực thể tự nhiên nữa, đó chính là bún bình thiên. Lớp học giáo lý đạo Hồi dành cho mọi đối tượng con em trong xóm. Đó là những bài khuất ba được soạn từ sách vở của Mã Lai. Cũng cần phải khẳng định rằng, mối quan hệ của Hồi giáo Mã Lai với Hồi giáo Chăm An Giang như một sợi dây gắn bó có tính lịch sử. Những ai học giỏi thường được cộng đồng Chăm nơi đây cử đi tu học tại Malaysia, thậm chí có thể gia nhập cộng đồng Chăm ở bên kia eo biển Malacca. Mohammed, cháu trai của ông Ahmed, dù chỉ mới 8 tuổi, đã có suy nghĩ ấy. Cậu bé muốn rời khỏi bún bình thiên. Tâm trí ai lại không gợn sóng khi biết là sẽ có những cuộc chia ly, dù điều đó chỉ hiện lên trong tâm tưởng của người thân, giống như cách mà bạn bè ông Ahmed đã di cư làm ăn ở bên kia biên giới. Bún bình thiên lại ánh lên cái vẻ hư ảo thường gặp trong mỗi sớm mai. Mặt nước lững lờ trôi, nhưng đáy hồ lại ẩn chứa bao đợt sóng ngầm. Đã có một bún bình thiên không còn bình yên như trước, và lòng người đã có những sự thay đổi, toan tính cho tương lai, cho những cuộc hợp tan, dẫu đôi mắt vẫn trong vắt, điềm nhiên đến lạ thường. Tất cả mọi người đều ngóng chờ mùa nước nổi năm nay, với hy vọng các loài cá tôm sẽ lại về. Chúng tôi hẹn lại nơi này vào mùa nước tràn bờ, để cảnh sắc một lần nữa bừng tỉnh và tái sinh. Hình tượng nước vô cùng quan trọng trong văn hóa của bất kỳ dân tộc nào trên mảnh đất Cửu Long, lấp lánh trong tập quán, trong giá trị môi trường, tạo nên những di sản trên dòng chảy. Tất cả sẽ được chúng tôi làm rõ trong hành trình tiếp theo.